Dịch, what the fuck. À quên nha bạn, tôi đang trong nhà anh Dịch. Đợi tôi một chiếu nha. Chào và xin chào anh em, mình là Quân Sơn, mình không bao giờ quên. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Quân Sơn Official. Tôi sẽ đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một video mới trên kênh Quân Sơn Official về video của mình là anh. Trước khi vào video này, các bạn đừng quên đây là một bình luận với những câu mà các bạn muốn luôn trở lại cho đây bất cứ cái chuyện. Và nếu mà nào có bất kỳ cái tâm sự nào mà các bạn khó nói với gia đình thì các bạn hãy trải lòng mình với cái phần bình luận của video này nha. Và các bạn yên tâm đi, mỗi buổi tối tôi đi xem thời gian ngay từ 1000 đến 2000 bình luận đầu tiên ở trên video của mình, đồng thời sẽ thả tim và like cho những cái bình luận đó. Và nếu những bình luận nào mà có những câu hỏi hay, những cái trải lòng sâu sắc và lắng đọng luôn, còn đưa lên video bất cứ cái chuyện để chia sẻ và tâm sự đến với tất cả mọi người nữa nha các bạn ơi. Và điều thứ hai là nếu các bạn cảm thấy thích video này hay, video này vui cho các bạn giải trí và xả stress cho những cái giờ học tập làm việc căng thẳng, thì các bạn đừng quên là like và chia sẻ cái video này lên trên Facebook để cho nhiều người hơn cùng để xem video nha. Và điều thứ ba là nếu các bạn cảm thấy mến Rô, quý Rô, các bạn cảm thấy yêu thích Rô thì các bạn đừng ngần ngại subscribe cho kênh YouTube của Sido Official, đồng thời ấn vào cái chuông thông báo kế bên để đăng ký để nhận thông báo mỗi khi Rô ra video mới nha các bạn ơi. Và cũng đồng thời giúp cho Rô sớm được 1 triệu subscribe nha anh em ơi. Ok anh em ơi, thì mấy bữa nay mình công việc bận khá là nhiều, mình đã phải livestream 4 tiếng đồng hồ một ngày lận và mình khá là mệt luôn. Và anh em yên tâm đi, hết tháng 4 rồi, mình đã bù giờ livestream trên Nemo xong hết rồi. Và sắp tới thì mình chỉ việc livestream 2 tiếng một ngày thôi, và mình sẽ ra video 2 clip một ngày lại cho anh em xem ở trong tháng 5 này nha anh em ơi, nên anh em yên tâm nha. Sắp tới anh em lại có 2 video một ngày để xem rồi nè. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Mini World, và không đâu xa lạ đó chính là làng He Rô Tim. Mà cứ mỗi lần mình vào làng này thì lại một cái bài ca quen thuộc của chúng ta, lại có công trình được cần được nâng cấp, sửa chữa và tu bổ ra anh em ạ. Đó chính là cái bệnh viện của Hero Team này các bạn. Các bạn có còn nhớ cái bệnh viện này không? Nếu bạn nào đã coi cái video mình xây cái bệnh viện này, các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Đồng thời các bạn có nhận xét gì về cái bệnh viện này thì cũng để lại bình luận phía bên dưới cho tôi biết nha. Và trong cái video mà mình xây cái bệnh viện này nè, mình có nói với các bạn là mình đạt được tầm khoảng 10.000 hay 20.000 view gì đó, 20.000 like chứ nhầm, thì mình sẽ kêu Mr. Dịch gọi là trang trí cái bệnh viện này. Nhưng mà các bạn nhìn nè, đây là cái hiện trạng nè, trời, túi tiền gì đâu mà để tùm lum ngoài đây vậy ba. Rồi, từ từ đập cái tiền đi. Rồi thì đây là cái hiện trạng của bệnh viện bây giờ nè các bạn. Tôi kêu Dịch trang trí mà ông Dịch ông để cái bệnh viện nè, thanh đó. Anh em thấy chịu nổi không? Anh em thấy chịu nổi không? Trời, cái bệnh viện tôi rõ ràng là tôi chừa cho một cái chỗ rất là thoáng mát để làm này vệ sinh luôn anh em không? Thậm chí là bây giờ chúng ta có thể đặt cái bồn cầu xuống, chúng ta vừa ngồi đi vệ sinh vừa ngắm trời, ngắm mây, ngắm gió lắm lá anh em không? Thấy cái không cảnh nó hữu tình không? Mình ngồi ở đây đảm bảo là anh ơi, khách em không trôi luôn. Nhưng mà ông Dịch ông nở lòng nào ông không chịu trang trí anh em ạ. Mình kêu anh ơi trang trí đi, ông không là không. Nên là ngày hôm nay tôi quyết định là tôi vô đây tôi trang trí luôn anh em ạ. Cái đứa con tinh thần của tôi mà bị bỏ rơi, bỏ rớt như thế này là tôi cảm thấy không cam tâm anh em ạ. Nên là ngày hôm nay mình sẽ trang trí là cái bệnh viện của làng Hero Team này, cũng đồng thời tu sửa và nâng cấp nó lên nha anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lấy một số cái đồ nghề cần thiết cho cái việc trang trí bệnh viện nha. Bây giờ thì đi thôi. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình đã chuẩn bị xong hết rồi nè. Và cái nơi đầu tiên mình trang trí và tu sửa lại sẽ là cái sảnh chính này. Thì cái chỗ đầu tiên mình trang trí lại là mình nghĩ là cái quầy lễ tân rồi nè các bạn ơi. Các bạn có thường hay đi vào bệnh viện để đi thăm người thân, hoặc là đôi lúc bản thân các bạn bị những cái chấn thương rồi đó mà phải vào bệnh viện á, là các bạn có thấy những cái nơi mà để người ta ghi sổ sách rồi để phát số cho bệnh nhân không? Thì đó chính là cái nơi này nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ xây như thế này. Đấy, mình đập cái này ra. Thì thường á, đây là cái chỗ mà để cho bệnh nhân hoặc là những cái người đi lại bệnh viện, người ta bốc số để người ta coi là bao giờ đến lượt của mình vào khám anh em. Đó, như thế này. Đấy. Rồi, rồi. Tập cái cục vào đi. Đó, nó được không ta? Đó, như thế này các bạn ơi. Thì cái chỗ này á, là ở bên ngoài là bệnh nhân hoặc là những người đi thăm bệnh nhân sẽ đứng ở đây để bốc số hoặc nói chuyện cùng với bác sĩ. Còn ở bên trong đây sẽ là cái chỗ ngồi của những vị bác sĩ mà người ta sẽ làm việc trong đây nè. Đó, anh em thấy bắt đầu giống chưa anh em? Đây nè, bác sĩ người ta sẽ ngồi đây. Đó, người ta sẽ ghi những cái sổ sách này. Đây, những cái sổ sách kế bên đây. Và mình sẽ có một cái máy tính ở đây. Đây, từ từ, cái máy tính để đây, nó không hợp lý nè, để đây đi. Đó, như thế này. Đó, thì bác sĩ người ta sẽ có những cái gọi là dụng cụ để người ta chuyên khoa, để người ta làm việc với bệnh nhân như thế này. Đó, anh em thấy ok chưa anh em? Và trong đây là cái chỗ để bác sĩ ngồi, những cái người mà người ta ghi sổ sách. Thì như bình thường ở chỗ ghi sổ sách ta không có laptop anh em ạ. Thay cái máy tính bằng cái này là hợp lý anh em. Đó, hợp lý luôn. Và ở bên trong đây thì nó sẽ có những cái tủ để bác sĩ người ta đựng những cái tài liệu quan trọng nè anh em. Đó,
anh em thấy bắt đầu nó ra một cái bệnh viện cho anh em. Trong đây là cái tủ nào đó, cái tủ đựng lên đó là bác sĩ, người ta sẽ lưu những cái hồ sơ của bệnh nhân ở trong đây. Từ nó như thế này, chúng ta sẽ để nó che cửa sổ á, mình để bên đây các bạn. Mình sẽ để, mình sẽ trang trí thế nào để cho nó hợp mỹ quan nhất có thể anh em. Đấy, hợp lý không anh em? Thôi nhìn vô phát là nhìn thấy có mỹ quan thẩm mỹ liền anh em thấy không? Trời ơi, nó đẹp liền anh em ạ. Rồi và tiếp theo là ở bên ngoài đây, những cái người mà bệnh nhân hoặc là những cái người mà đi thăm bệnh nhân á, người ta sẽ ngồi, người ta chờ tới số mà. Bây giờ người ta ngồi, để bắt ta ngồi với đúng không? Để là mình sẽ để những cái ghế này đây anh em ạ. Đây ghế này. Bình thường không biết anh em khi mà anh em đi vào bệnh viện á, thì anh em có thấy là ở trong bệnh viện người ta có thường hay có những cái dãy ghế như thế này không ta? Không biết anh em thấy không? Và thậm chí là anh em nào mà hồi trước mà hay đi xe buýt á, tức là đi đi xe buýt, không biết bây giờ các bạn còn đi nhiều không, nhưng mà hồi trước là cái thời của tôi đi xe buýt nhiều lắm. Và thường là nó sẽ có một cái băng ghế chờ như này ở trong một cái trạm xe buýt, để cho những người mà người ta tới, người ta đặt xe hoặc là mua vé xe, người ta sẽ ngồi, người ta chờ ở đây. Hợp lý không anh em? Thôi nè, đây là cái băng ghế chờ của những cái người mà khi mà người ta tới, người ta đi bệnh viện hoặc là người ta bệnh nhân hoặc là những người đi thăm bệnh đó, người ta sẽ ngồi ở đây, người ta chờ nè. Đó, tới khi tới lượt của mình lên đúng không? Ngồi nói chuyện, bác sĩ ngồi ở đây. Đó, bác sĩ sẽ ghi đơn sổ sách các thứ đưa cho mình rồi đi lên phòng bệnh khám. Đó. Ở đây còn có cả ATM để rút tiền nè anh em, và cả cái máy bán nước tự động luôn. Và mình nghĩ là mình sẽ trang trí một vài cái thứ nho nhỏ bên đây đi. Mình sẽ trang trí những cái chậu bông, chậu cảnh. Đó, đẹp không anh em? Đẹp không? Đấy. Rồi, và bây giờ là chúng ta đã xong cái sảnh chờ rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái nơi mà nó thoáng mát, thoáng đãng nhất, đó là cái nhà vệ sinh anh em. Bây giờ mình sẽ biến cái nơi này thành một cái nhà vệ sinh, mà một cái nhà vệ sinh trong suốt, có thể gọi là mình ngồi đây mình ị và mình có thể gọi là hồn như như cây cỏ, ngỡ không bao giờ quên cái mùa xuân tình ái, và chúng ta đi ngồi vệ sinh trước cái sự chiêm ngưỡng của biết bao con người ở ngoài đường. Đó, anh em thấy không? Cái nhà vệ sinh này nhìn vô một cái là thấy gọi là đượm tình yêu thương và đậm chất tình người không anh em? Đó, 4 người, mỗi lần đi vệ sinh sẽ đi tập thể, 4 người ngồi 2-4 góc khác nhau, ngồi đối diện nhau, mắt trao mắt, đầu sát bên đầu, hiểu không? Gọi là mắt vệ sinh chung một nhà. Đó, anh em thấy không? À, thấy đượm tình người không anh em? Rồi, anh em thấy mà gọi là nó một cái ý tưởng sáng tạo của rồi, anh em hãy để lại comment phía bên dưới nha. Ok anh em, bây giờ thì mình đã xong xuôi cái phần đại sảnh cũng như là cái phần vệ sinh dưới đại sảnh rồi. Bây giờ mình sẽ đến cái phần ở trên lầu cũng như là những cái phòng nhỏ nhỏ trên lầu nha anh em. Ok anh em, thì những cái phòng của bệnh nhân bây giờ á, nó rất là bé luôn, mặc dù hồi trước rất là to, các bạn biết tại sao không? Tại vì mình đã chia nó ra một cái không gian nhỏ trong đây nữa để làm nhà vệ sinh. Bình thường khi mà bệnh nhân người ta vào nằm bệnh viện thì chắc chắn là người ta phải có một cái bệnh gì đó rất là nặng đúng không? Và người ta mới vào đây người ta nằm. Và thường người ta sẽ rất là hạn chế đi lại, nên là mình quyết định gọi là để một cái nhà vệ sinh trong đây, để gọi là cho mỗi khi mà người ta bị bệnh, người ta vào đây người ta nằm ấy, thì người ta sẽ đỡ phải hạn chế đi tuốt xuống lầu 1 hoặc đi tuốt ra hành lang để đi vệ sinh anh em ạ. Và đặc biệt là cái bệnh viện là một cái bệnh viện cao cấp của Hego Team, nên là mỗi người một phòng nha anh em. Ok, đây bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ trang trí một cái giường bệnh cho đây nè. Đó, anh em thấy cái giường bệnh nó cute không hay queo anh em? Và mỗi bệnh nhân sẽ có một cái thanh truyền nước biển ở đây. Đấy, hợp lý không anh em? Quá hợp lý luôn. Rồi, một cái tủ từ cái thanh truyền nước biển thì mình cho để bên đây đi. Đó, và một cái tủ đây, wait a minute. Đây, một cái tủ bình thường ở đây, và một cái máy gọi là đo trợ tim ở đây. Đây, ở đâu nhỉ? Đo trợ tim, đây, đo trợ tim để trên đây đi. Mình có nên để cái máy này vô không ta? Phải ra khỏi đi anh em ơi. Đây, bỏ cái máy này ra đi, và bây giờ chúng ta sẽ cần một cái tivi để cho gọi là bệnh nhân người ta xem nữa. Ta-da! Vậy là mình đã xong được một cái phòng bệnh này đây em ạ. Và bây giờ mình sẽ làm tương tự với các phòng bệnh ở những lầu trên nha. Ok anh em ạ, sau khi bên trong đã trang trí xong rồi thì chúng ta sẽ trang trí ở bên ngoài đây. Bình thường khi mà người ta vào bệnh viện á, người ta sẽ cần một cái không gian yên tĩnh, tĩnh lặng, và đặc biệt là phải có cây, hoa, cỏ, lá. Nên là mình quyết định là sẽ trang trí một cái khuôn viên dưới đây anh em ạ. Thì ở đây là lá đúng không nè, bây giờ mình sẽ để một cái ghế nhỏ đây thôi. Đó, như thế này. Rồi, như thế này.
Đó, đây là cái ghế để mỗi khi mà bệnh nhân kiểu người ta cảm thấy buồn chán các bạn, là người ta sẽ ra đây, người ta ngồi, người ta hóng gió, người ta nói chuyện, người ta nghỉ mát với nhau đó anh em. Đấy, như này đấy. Ok luôn nè. Mình làm đồng khoảng 3 cái ghế như này đi ha. Đây, này. Để cho nhiều nhiều xíu, để có càng nhiều người ngồi càng vui anh em. Đó. Và ở ngoài đây thì mình sẽ trang trí những cái cây lên. Đấy, như thế này thì thấy nó cực kỳ yên bình và yên ả, yên tĩnh luôn em thấy không? Đó, rất là yên ắng và rất là gọi là sao ta? Bình yên ấy. Đó, đẹp không? Đấy. Ok, và vòng vòng đây mình sẽ trang trí thêm những cái hoa vô nữa này. Đấy, mình có chuẩn bị rất là nhiều hoa hòe từ những cái kho mô hình mà các bạn xây lên luôn. Đó các bạn thấy không? Đi bệnh viện mà giống như đi ngắm cảnh để danh lam thắng cảnh nhớ à. Trời má, xịn sò. Bây giờ mình sẽ xây một cái hàng rào bao bọc lại cái khu này nha anh em. Bạn ơi, thì mình đã trang trí xong cái bệnh viện rồi nè các bạn nhìn nè. Bây giờ cái bệnh viện của chúng ta đã có hàng rào rào lại để tránh ngăn trộm ăn cướp hoặc là xô đẩy vào nè, có cổng bệnh viện luôn nè. Ở đây có một cái khuôn viên bệnh viện để cho mỗi lần mà người bệnh ra đây người ta sẽ ngồi để người ta ngắm cảnh, người ta thư giãn anh em, để người ta nhanh hết bệnh á. Ở bên đây thì chúng ta đã có một cái quầy cho gọi là mấy bác sĩ người ta ngồi người ta ghi chép nè. Có một quầy chờ đợi nè, ATM để tính tiền, và cả một cái gọi là bình để một cái thùng người ta thùng bán nước tự động. Đấy. Ở trong đây thì chúng ta lại có một cái nhà vệ sinh đậm chất tình người anh em ạ. À. Tình thương mến thương quá luôn đúng không anh em? Đấy, tôi vẫn tâm đắc cái nhà vệ sinh này nhất á. Và ở trên lầu của chúng ta thì những cái phòng bệnh đã có trang trí đủ và trang bị đủ những cái thiết bị cần thiết rồi anh em. Một cái ống truyền nước biển nè, máy đo nhịp tim nè, một cái tivi cho bệnh nhân nè, và có cả nhà vệ sinh cho bệnh nhân này anh em thấy không? Đó. Và anh em thấy cái bệnh viện của tôi còn thiếu cái gì thì anh em phải để lại comment phía bên dưới nha. Thì mình sẽ trang trí thêm cho bệnh viện nha các bạn ơi. Và anh em muốn tôi xây dựng cái gì tiếp theo ở trong làng Hero này thì anh em cũng hãy để lại yêu cầu phía bên dưới luôn nha. Nếu video này đạt được 15.000 like thì ngay lập tức mình sẽ nâng cấp cũng như là xây tiếp những cái công trình mà được nhiều bạn vote và nhiều bạn lựa chọn nha các bạn ơi. Và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu bạn đã thích video này đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh Tukisi Official để giúp kênh mình tìm được hay hơn. Và cũng đừng quên ấn vào chuông thông báo kế bên để đăng ký cho những thông báo về video mới nhất nha. Và nếu bạn nào là khán giả của Hero thì một comment subscribe Tukisi thì các bạn làm tất cả trên tương tự với các thằng loại trong Hero team mà có. Team Simi, Sammy, Camu, Gara, Minh Diệp, không còn gì nha. Và bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp. Bye.